hello chào các bạn trong series itba documentation này mình nghĩ tập này là một trong những tập mà các bạn sẽ thấy thú vị nhất đó là chúng ta nói về cái việc mình làm sao chúng ta có thể viết một cái cv thật tốt để mà các bạn có thể đi tìm việc làm việc làm nó luôn là một phần quan trọng của cuộc sống cho nên là khi mà các bạn có một cái cv tốt nó sẽ giúp cho các bạn có được cái việc làm mà các bạn mong muốn Điều đầu tiên, các bạn hãy nhớ chúng ta đi tìm việc Chứ chúng ta không phải đi xin việc Chúng ta đừng xin xỏ ai cả Chúng ta cần tìm cái công việc mà chúng ta hằng mong muốn Chúng ta cần tìm cái công việc mà nó phù hợp với bản thân Chứ không phải là chúng ta đi xin sỏ người ta ban phát bất kỳ một công việc nào Cho nên, khi mà các bạn đi apply công việc Các bạn đi apply job Thì hãy nhớ các bạn tập trung vào việc Làm sao chúng ta tìm kiếm cái công việc nó phù hợp với bản thân chúng ta chứ chúng ta không đi xin xỏ ai hết. Quay lại cái câu chuyện của CV, tại sao viết cái CV rất là quan trọng. Mình thấy có rất là nhiều bạn là cứ làm một cái CV làm đại rồi sau đó các bạn đi apply cho tới khi các bạn apply hoài bao nhiêu công ty các bạn không có bất kỳ một cái phản hồi nào thì các bạn mới lo đi chỉnh cái CV. Đây là một trong những điểm rất là sai lầm và các bạn sẽ phải hiểu là CV nó là công cụ để quảng cáo bản thân. CV thể hiện rõ kiến thức kỹ năng của bản thân sao cho phù hợp với vị trí ứng tuyển và là cái văn bản đầu tiên nhà tuyển dụng tiếp xúc với ứng viên. Cho nên là các bạn bắt buộc phải có một cái CV thật tốt để mà chúng ta có thể tìm kiếm các cái công việc phù hợp. Chứ không thể nào mà các bạn làm một cái CV một cách hời hợt rồi các bạn đi apply được rồi sau đó mới đi chỉnh CV khi mà các bạn hoàn toàn không có được một cái sự phản hồi lúc đó muộn rồi các bạn và các bạn đã bỏ qua rất nhiều cơ hội liên quan tới cái công việc mà bạn mong muốn cho nên là hãy thực hiện thật tốt cái CV để mà chúng ta đảm bảo được là ngay từ những cái giai đoạn đầu tiên khi mà các bạn tìm kiếm việc làm thì bạn đã có được cái sự thể hiện và quảng cáo bản thân thật tốt trên thị trường rồi CV cần có những nội dung gì cấu trúc của một CV bao gồm thứ nhất các bạn cần có phần thông tin cá nhân thứ hai là phần tóm tắt chuyên môn professional summary Thứ ba là phần học vấn education. Thứ tư là kinh nghiệm. Thứ năm là kỹ năng và những cái nội dung khác nếu có. Đầu tiên các bạn sẽ thấy là chúng ta có phần thông tin cá nhân. Thì thông tin cá nhân nó bao gồm thứ nhất là họ và tên. Các bạn phải thể hiện tên đầy đủ của các bạn. Chứ các bạn đừng có ghi một cách vắn tắt chung chung và cũng không dùng nickname một cách tùy tiện các bạn cần có cái title cho vị trí ứng tuyển ví dụ như là bạn là business analyst bạn là data analyst bạn là sale bạn là marketing vân vân các bạn cần phải có email để mà nhà tuyển dụng liên hệ với các bạn các bạn cần phải có điện thoại cũng là một công cụ để mà các bạn uh, có thể contact với nhà tuyển dụng và nhà tuyển dụng tìm kiếm bạn các bạn nên có những cái link về mặt mạng xã hội việc làm như là LinkedIn hoặc là những cái thông tin liên quan tới profile, github, portfolio của các bạn liên quan tới những cái dự án các bạn làm vân vân để mà các bạn có thể quảng cáo bản thân trên mạng, quảng cáo bản thân trên thị trường tuyển dụng. Cái thông tin cá nhân này chúng ta hạn chế những cái nội dung như là uh, ngày tháng năm sinh vân vân thì tại vì đôi khi người ta sẽ có những cái định kiến về người mới, người ta sẽ có những cái nội dung là kiểm tra coi là bạn có hợp phong thủy với sếp hay không để mà người ta chọn lựa các bạn. Ngoài ra các bạn có thể đưa về mặt thông tin về mặt nơi ở của các bạn, nơi ở thôi các bạn nêu thành phố thôi. Ví dụ như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ. Đừng ghi quận, đừng ghi huyện. Tại vì những cái đó người ta sẽ căn cứ vào cái vị trí bạn ở với cái công ty của người ta. Người ta thấy có thể là uh, bạn này có thể ở xa cho nên có thể không phù hợp việc làm nên người ta loại bỏ CV. Nó nó rất là đáng tiếc. Cái phần tiếp theo đó là tóm tắt về mặt chuyên môn Professional Summary. Thì đây là một phần quan trọng trong quá trình các bạn viết CV. Nó nêu về những cái thông tin liên quan tới việc mà là bạn tốt nghiệp ngành gì. Thì trong quá trình học tập và làm việc các bạn đã trau dồi cho bản thân những kiến thức kỹ năng nào liên quan tới vị trí cần ứng tuyển. Và cái mục tiêu của các bạn trong từ 3 tới 5 năm theo là cái gì? Các bạn nên hiểu là cái này các bạn không nên viết dài dòng và cũng như không nên đưa những cái thông tin không liên quan tới công việc. Không đưa ra những thông tin mang tính mơ hồ ví dụ như là định hướng tương lai hoặc là mơ mộng. Những cái thông tin này cũng không phải là nơi thảo luận các vấn đề chính trị hay sở thích cũng như là nó không phải là nơi biện hộ là tại sao các bạn nhảy việc, nghỉ việc của công thi cổ vân vân ha. Nhà tuyển dụng chỉ quan tâm là bạn như thế nào, học gì, kiến thức kỹ năng gì phù hợp như thế nào với vị trí ứng tuyển chứ người ta không quan tâm đời tư của các bạn đâu. Phần tiếp theo là phần học vấn có thể đối với những bạn đã đi làm nhiều năm người ta không quan tâm nhiều nhưng mà đối với các bạn mà mới ra trường thì đây là một cái phần rất là quan trọng thì tất cả những cái thông tin liên quan tới học vấn chứng chỉ các bạn cần phải gom vào đây các nội dung cần có bao gồm là các bạn học trường gì hoặc trung tâm gì các bạn học ngành học gì bằng cấp gì chứng chỉ gì khoa học gì thời gian bắt đầu thời gian kết thúc đây là trong những nội dung mà các bạn cần phải nêu ra và lưu ý phải có sự chọn lọc các bạn đừng có ôm hết tất cả chứng chỉ dù là trên trời dưới đất gì các bạn đưa vào không nên và cũng như các bạn lưu ý là đừng bao giờ đưa các chứng chỉ của Udemy hay là Edumol hay là Udica vân vân những cái chứng chỉ đó hoàn toàn tạm gọi là hơi bị tạp và người ta sẽ không đánh giá cao các bạn về những cái chứng chỉ đó cho nên các bạn lưu ý những cái thông tin liên quan tới chứng chỉ các bạn sẽ phải có sự sàng lọc rất là chặt chẽ phần kinh nghiệm làm việc đây là cái phần chính các bạn cần phải trình bày những cái kinh nghiệm liên quan tới vị trí ứng tuyển trong trường hợp các bạn có rất nhiều công việc nhưng có những công việc đó nó không liên quan tới vị trí ứng tuyển thì các bạn viết nó một cách ngắn gọn thôi các bạn viết nó qua một bên thôi không cần dành nhiều thông gian thời gian cho nó có rất nhiều bạn đặc biệt là các bạn muốn chuyển ngành mà các bạn lại viết quá nhiều kinh nghiệm ở những ngành nghề cũ dẫn tới là khi mà bạn đưa cho HR người ta sẽ loại bỏ ngay vòng đầu tiên cho nên là những nội dung không liên quan các bạn viết ngắn gọn hai ba dòng thôi. Mỗi công việc các bạn viết ngắn gọn hai ba dòng thôi. Còn lại các bạn hãy dành những cái nội dung dành cho những cái vị trí kinh nghiệm làm việc nó liên quan tới vị trí ứng tuyển. Trong trường hợp các bạn có học những cái khóa học liên quan tới vị trí ứng tuyển, các bạn có thể viết ngay trong phần kinh nghiệm làm việc này như là một cái mock project để mà các bạn thể hiện rõ cái bản thân. Lưu ý, đừng fax CV. À các bạn nên hiểu là nhà tuyển dụng người ta sẽ có những cái mối quan hệ liên quan với nhau và người ta muốn kiểm tra thì kiểm tra cái một nhất là các bạn trẻ mà các bạn đưa quá nhiều nội dung thông tin về dự án người ta sẽ đi một dòng người ta kiểm tra và trong trường hợp phát hiện các bạn fake cv thì có thể ảnh hưởng rất lớn tới cái công việc của các bạn đúng là làm cv nó là quảng cáo nhưng các bạn muốn gọi là tạm gọi là muốn uh, uh, nói quá một chút không sao. Nói quá chừng 20 30% không sao, miễn là trong khả năng các bạn có thể làm được thôi. Nhưng các bạn đi fake CV, cái công việc không có mà các bạn nói có, công việc chưa bao giờ làm mà các bạn bùa ra như là đã làm rất là nhiều sẽ gặp rất nhiều nhà tuyển dụng, người ta đánh giá rất thấp những ứng viên đó và lập tức người ta loại bỏ những nội dung fake CV đó. Người ta loại bỏ những ứng viên fake CV đó. Cho nên là hãy lưu ý đừng bao giờ phát CV. Bạn chỉ nên chọn những cái kinh nghiệm thật sự bạn thấy phù hợp với vị thi ứng tuyển. Nhớ cho mình điều đó. Đừng đưa hết tất cả mọi thứ trên đời vào. Cũng như là trong trường hợp bạn đã đi làm 15-20 năm rồi thì nên bỏ những cái công việc mà bạn đã làm ở thời sinh viên mới ra trường. Viết phần này cần phải ngắn gọn xúc tích chứ không phải viết dài là hay. Mình thấy có rất nhiều bạn viết cái phần này mà viết dài dòng văn tự và đôi khi là 2-3 dòng nó lại có cùng một nội dung chẳng qua chỉ là những cách trình bày khác nhau thôi. The best đó là chúng ta hãy viết từ 2 tới 5 dòng hoặc là từ 2 tới 5 bullet point cho cái phần kinh nghiệm làm việc này với những cái keyword thật sự nó phù hợp. Làm sao để mà các bạn có thể lấy được những cái keyword chúng ta cứ vào những cái trang tuyển dụng uy tín như là Vietnamworks, Carabuilder để mà các bạn tìm kiếm những cái job nó liên quan là chúng ta cóp nhặt những cái câu từ câu chữ trong đó ra để mà các bạn có được những cái keyword phù hợp thành tích thật ra cũng không bắt buộc lắm à, các bạn có thể nêu những thành tích nổi bật ở những cái công việc mà các bạn đã làm tuy nhiên thì cái này cũng không bắt buộc lắm quan trọng của nhà tuyển dụng vẫn là những cái keyword liên quan và hiện tại các bạn càng cần phải có những cái keyword liên quan tại vì người ta thường dùng những cái hệ thống scan những hệ thống ai để mà người ta nhận định cái cv của ứng viên cho nên là các bạn cần phải có những cái keyword phù hợp thì các bạn hãy cố gắng dành thời gian chăm chút cho nó. Tìm kiếm những cái job description phù hợp để mà các bạn có nhặt những cái keyword. Viết CV không phải là một sớm một chiều, không phải 5 phút là xong. Viết CV có thể 5 ngày chưa xong đó các bạn. Cho nên là các bạn hãy đầu tư thật sự nhiều các cái nội dung liên quan vào phần CV của các bạn. Đặc biệt là phần kinh nghiệm làm việc này. Kỹ năng. Phần kỹ năng các bạn thấy là đôi khi các bạn viết cũng rất là hời hợp và giống như viết cho có thôi. Các bạn nên hiểu là kỹ năng nó cũng là một cái phần mà khi mà HR Scan CV nó cũng giúp cho các bạn là có nhiều cơ hội hơn. Cũng như là phần kỹ năng nó cũng giúp cho Search Engine Optimization SEO trên cái CV của các bạn. Cho nên là các bạn hãy cố gắng viết phần kỹ năng này thật sự tốt. Kỹ năng các bạn cần phải viết bao gồm thứ nhất, kỹ năng chuyên môn đến vị trí ứng tuyển kỹ năng cộng thêm hỗ trợ cho vị trí ứng tuyển, kỹ năng ngoại ngữ. Các bạn lưu ý loại bỏ các dạng kỹ năng, thứ nhất là Microsoft Office. Thật sự các bạn nghĩ Microsoft Office người ta cần trong cái CV không? Thật ra cái này gần như là mặc định và ai cũng sẽ như ai. Ngoài ra có certificate, có này kia của Microsoft Office chưa chắc gì các bạn có thể sử dụng một cách hiệu quả. Cho nên thường nhà tuyển dụng người ta cũng chẳng quan tâm gì tới cái Microsoft Office này. Các bạn là bị tố không gian cho những cái thông tin không cần thiết. Thứ hai, cái khả năng sử dụng tiếng Việt. Các bạn là người Việt Nam, cũng chẳng ai quan tâm các bạn có khả năng sử dụng Việt Nam đâu. Cho nên là chúng ta đừng đưa cái này vào để làm gì cả. Và các kỹ năng không liên quan tới vị trí ứng tuyển. Mình thấy rất là nhiều bạn ứng tuyển vị trí A nhưng mà lại bóc những cái kỹ năng của vị trí B. Đặc biệt là các bạn mà đã chuyển ngành, các bạn thay đổi ngành nghề các bạn bóc vị trí của ngành nghề A qua ngành nghề B rồi các bạn apply cho ngành nghề B vậy đâu có được các bạn và cuối cùng là các nội dung khác thì đối với các bạn sinh viên mới ra trường thì các bạn có thể bổ sung các cái hoạt động câu lạc bộ đội nhóm vào trong CV của các bạn tuy nhiên các bạn cần phải cân nhắc xem nó có liên quan tới vị trí ứng tuyển hay không nó có bổ trợ cho vị trí ứng tuyển hay không chứ không phải là các bạn đưa tứ lung tung vào nội dung các bạn ứng tuyển các bạn tham gia những câu lạc bộ A liên quan tới ngành nghề a mà các bạn lại apply ngành nghề b thì chắc chắn là tất cả các câu lạc bộ đó các cái hoạt động đó gần như là vô nghĩa cho nên là các bạn phải coi nó phù hợp với cái vị trí bạn đang ứng tuổi hay không lời khuyên của mình là không nên bỏ vào sở thích và cũng như là người tham khảo thứ nhất tại sao bỏ vào sở thích thứ nhất tại sao không bỏ vào sở thích tại vì nó không liên quan tới công việc và người ta cũng không quan tâm nếu như nhà tuyển dụng thích thì người ta sẽ hỏi còn không thì thôi còn người tham khảo thì Trừ phi người tham khảo của các bạn là một cái người nó phù hợp với vị trí tuyển dụng của công ty. Còn lại hầu như là người tham khảo nó người ta cũng không gọi là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong trường hợp mà giả, giả dụ nha, giả dụ nhà tuyển dụng và cái người đó có cái mâu thuẫn thì người ta sẽ đánh giá thấp các bạn. Cho nên là các bạn hạn chế nói về những cái người tham khảo liên quan. Người ta cần thì người ta sẽ hỏi, còn không thì thôi các bạn đừng đổ vào. Nó đôi khi nó là con dao hai lưỡi người tốt thì ok còn lỡ có cái sự mâu thuẫn với người tuyển dụng các bạn người phỏng vấn các bạn một cái dấu chấm hết cho các bạn cho cái vị trí ứng tuyển các bạn cần phải lưu ý những cái vấn đề gì khi các bạn trình bày cv đầu tiên các bạn lưu ý là không trình bày theo dạng hai cột đây là một trong những điểm mà nó hơi đi ngược lại với xu thế khi mà chúng ta dùng những cái công cụ như là scan cv AI scan CV vân vân thì gần như các cái thông tin CV mà để theo dạng hai cột là nó sẽ bị lỗi cái scan nó không chính xác cái kết quả scan nó không chính xác nữa cho nên là chỉ trình bày theo dạng văn bản thuần túy thôi theo từng dòng từng dòng từng dòng thôi tuyệt các bạn có nên dùng avatar hay không thì các bạn nên cân nhắc nếu như các bạn thực sự có ngoại hình ok ổn thì các bạn hãy dùng còn không thì thôi ngoài ra đã dùng avatar thì phải dùng sao cho nó nghiêm túc cho nó phù hợp cho nó công sở chứ không phải đây không phải là mạng xã hội Facebook đây không phải là mạng xã hội Zalo để mà các bạn đưa những hình avatar không nghiêm túc chúng ta không dùng phong chữ Time New Roman và cũng như chúng ta không dùng phong quá lớn khi chúng ta trình bày CV chúng ta không nên dùng những cái theo nét có sẵn trên Canva, và đặc biệt là top CV à, top CV là một trong những cái nơi giúp cho các bạn rất là dễ thất nghiệp cho nên là các bạn hạn chế dùng top CV Ngoài ra số trang nó cũng là một phần quan trọng các bạn làm level fresher junior không thể nào các bạn có nhiều thông tin mà các bạn đưa lên trên CV được cho nên là có rất nhiều bạn fresher junior mà bạn để ba trang CV mình thấy rất bất hợp lý các bạn hãy phát triển cái số trang tùy thuộc vào trình độ của các bạn qua từng năm nếu như các bạn có trình độ tốt middle senior thì các bạn có thể lên hai ba trang còn thật sự các bạn là sinh viên mới ra trường các bạn là fresher vân vân thì các bạn nên chỉ gói gọn trong một trang CV là đủ, đừng bao giờ viết quá nhiều. Phần tiếp theo các bạn không nên trình bày màu sắc quá nhiều, tại vì sao? Tại vì cuối cùng người ta cũng in trắng đen thôi, các bạn trình bày màu sắc quá nhiều đôi khi nó làm ảnh hưởng tới chất lượng bản in cuối cùng. Cho nên là hãy sử dụng màu đen thuần túy. Nội dung cần rõ ràng, chặt chẽ, không lan man. Hồi nãy mình cũng đã nói rất nhiều lần rồi. Chúng ta viết ngắn gọn 5 dòng, 6 dòng là tối đa. Chúng ta không viết quá nhiều trong phần skills các bạn cần phải phân biệt rõ giữa kỹ năng với các nội dung liên quan tới quy trình làm việc mô hình quản lý dự án phần mềm có rất nhiều bạn cứ đưa những cái ví dụ như là có kỹ năng sdlc sdlc nó là một cái chu trình phát triển phần mềm chứ nó không phải là kỹ năng rồi kỹ năng agile room thế nào gọi là kỹ năng agile room đúng không ở DriveStream đó là cái mô hình quản lý dự án, mô hình apply và trong đó cần những kỹ thuật, những phương pháp để mà triển khai. Chứ nó đâu phải là một kỹ năng. Đấy, cho nên là các bạn lưu ý là chúng ta phải phân biệt rõ ràng cái gì là kỹ năng, cái gì là mô hình. Rồi, sử dụng Word, sử dụng Visio, sử dụng Figma, nó không phải là kỹ năng. Tại vì nó là những cái phần mềm hoàn toàn có thể tìm hiểu và tự học được. Và cũng như đó là những cái nội dung mà chúng ta biết sử dụng phần mềm để mà chúng ta triển khai hoặc là chúng ta thể hiện một kỹ năng chứ phần mềm nó không phải là kỹ năng cho nên là đưa vào phần mềm nó cũng không hợp lý rồi ngoài ra mình còn thấy rất nhiều bạn đưa vào những cái như là kỹ năng lái xe tự nhiên các bạn làm BA chẳng hạn thì liên quan gì tới kỹ năng lái xe bạn đâu phải là ứng tuyển vị trí tài xế đâu rồi một trong những điểm các bạn là người lưu ý đó là các kỹ năng về giao tiếp, chịu đựng áp lực, sáng tạo, team work. Nó rất là xáo rộng và chúng ta đừng quan tâm đến những cái đó, bỏ nó ra một bên đi. Đối với các bạn đi làm từ 6 tháng trở lên thì đối với một education, một học vấn, các bạn bỏ những nội dung liên quan tới GPA điểm số đi vì nhà tuyển dụng không quan tâm. Nhà tuyển dụng không quan tâm tới bạn học gì, môn gì đâu. Cho nên các bạn không cần phải list hết tất cả mọi môn học ở trường, ở khóa học ra để mà nhà tuyển dụng coi người ta không quan tâm đâu. Và cái cuối cùng là không dùng từ ngữ sáo rỗng, không thể hiện sự nhiệt tình, mơ ước, hoài bão khi viết CV. Công việc tuyển dụng là một công việc rất thực dụng và thực tế. Người ta sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện bạn có hoài bão ước mơ gì. Đó là chuyện của bạn. Người ta cần một ứng viên làm được việc. Người ta cần một ứng viên có những kiến thức kỹ năng phù hợp với công việc người ta đang mong muốn cho nên người ta sẽ không quan tâm đến việc bạn có hoài bảo, ước mơ hay bất kỳ một cái chuyện gì Nãy giờ các bạn thấy bỏ những nội dung râu ria đó, những nội dung không cần thiết đó hoàn toàn đối với các bạn fresher junior các bạn hoàn toàn có thể gói gọn trong một cái CV Rất là dễ dàng Trong video clip này mình hướng dẫn cho các bạn những cái keyword, những cái nội dung chính mà các bạn cần phải lưu ý Thật ra có rất là nhiều kiểu người ta hướng dẫn các bạn viết CV và cũng sẽ có rất nhiều quan điểm Tuy nhiên ở vai trò là một nhà tuyển dụng ở vai trò mình đã phỏng vấn rất là nhiều ứng viên thì đó là những nội dung mình chắc lập một cách gọi là xúc tích nhất để hướng dẫn cho các bạn có thể viết một cách cv một cách phù hợp hy vọng là qua cái video clip này các bạn có thể có một cái cv hoàn chỉnh đầy đủ nội dung cần thiết không có các nội dung dư thừa để mà các bạn có thể tìm kiếm những công việc mà các bạn mong muốn hai lúa chúc các bạn thành công trên con đường tìm kiếm công việc của các bạn